còn buồn quá. Sao đấy con? Hôm nay con chơi Free Fire với Group, nhưng mà Group chê con là chỉ mặc đồ xấu, thế nên là bạn ấy đi chơi với người khác rồi chú ạ. Ý sợ, con thế cũng buồn. Con hãy vào ngay trong game, chơi sự kiện đó là bức tranh sắc màu để có thể nhận được một nhạc trưởng thủ lừa siêu đẹp, siêu chất, đảm bảo con nào cũng mê. Wow, hấp dẫn thế hả chú? Chú Ri hướng dẫn con chơi sự kiện đi. Ok luôn nha, ok luôn nha. Như các bạn thấy đó, để sở hữu bộ trang phục đẹp chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Nhưng mà hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em đó là cách để nhận được bộ trang phục nhạc trưởng Vũ Đưa vĩnh viễn miễn phí trong gà đá Free Fire, đã ngầu lòi mà lại còn là đồ nam nữa chứ. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau vào game thôi. Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, vào Free Fire để có thể chơi sự kiện bức tranh sắc màu với cơ chế vô cùng mới lạ và hấp dẫn. Đầu tiên, bạn hãy chơi game để nhận huy hiệu sắc màu. Sau đó, dùng huy hiệu sắc màu để thực hiện các lượt quay ở máy gắp mảnh ghép. Bạn sẽ nhận được một trong bốn mảnh giai điệu: lục, lam, hồng, vàng và đặc biệt là vật phẩm ván đu đưa siêu đẹp, chất như nước cất luôn nha anh em. Ngoài ra, bạn còn có thể trao đổi mảnh giai điệu với bạn bè để có thể nhận về các mảnh có màu bạn đang thiếu. Khi bạn đã có trong tay các mảnh giai điệu, hãy ghép chúng vào để hoàn thiện bức tranh sắc màu. Bức tranh sẽ được hoàn thành khi ghép đủ 48 mảnh, trong đó mỗi loại màu bạn sẽ cần 12 mảnh nha anh em. Sau khi phá đảo sự kiện bức tranh sắc màu, anh em sẽ được nhận miễn phí bộ trang phục hot nhất sinh nhật Free Fire năm nay. Đó là nhạc trưởng đu đưa phiên bản giới hạn, càng nhìn càng mê. Đẹp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cứ phải gọi là đỉnh của chóp. Ngoài ra, khi thu thập các mảnh giai điệu đạt đủ các mốc quy định, bạn sẽ còn nhận được thêm vô vàn những phần quà đặc biệt. Tha hồ quẩy tiệc sinh nhật, good job! Các bạn đã thấy sự kiện bức tranh sắc màu này hấp dẫn chưa nào? Hãy vào trong game ngay cùng với Reactive game mình để có thể sở hữu bộ nhạc trưởng vũ đưa vĩnh viễn miễn phí này nha! Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em! Chú Ri ơi, con mới nhận được trang phục nhạc trưởng đu đưa rồi nè. Giờ Groot mê con quá trời quá đất luôn. Thật là ảo ma katana chú ạ. Con cảm ơn chú nhiều nha. Ok ok. Vậy những bạn con chân chờ gì nữa? Vào game ngay thôi để có thể nhận được bộ nhạc trưởng đu đưa vĩnh viễn miễn phí nha. Sinh nhật Good Job 28 tháng 8, tham gia ngày để sở hữu những vật phẩm xịn sò như hộp Good Job lần đầu tiên xuất hiện với khả năng tự chọn trợ thủ, skin trợ thủ, vé quay và đặc biệt là hộp ma thuật, trang phục nhạc trưởng đu đưa phiên bản giới hạn cùng những vật phẩm độc quyền như ba lô đu đưa, ván đu đưa, lựu đu đưa, hòm sắt đu đưa và skin panda siêu đẹp. Sinh nhật Good Job hớt quả cực hot vào game ngày. Free Fire ngày mai có gì? Subscribe là biết.